này khủng nha, con này khủng nè, thấy nó lội ra lên một chà bá luôn. Được con. Con hành nhất nha. Con này hành nhất nè, con này cũng quẩy trong làng nha. Bự nè. Dính thì mà không có. Coi như là bẫy rồi mà. Lửa. Hai con lửa rồi nha. Lắm thưa. Thưa mà sao nó xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Quy có đi cùng với anh Nghĩa Nguyễn TV nè, cô chú anh chị. Chào quá nha. Thì hôm giờ anh Nghĩa Nguyễn TV cũng có ra clip cũng được gần chục clip hả anh Nghĩa? Có à. Thì nói chung là anh Nghĩa cũng mới ra đây, nói chung là cũng chưa chỉnh chu lắm. Thì nói chung Quy cũng bận làm, chưa chỉ anh Nghĩa hết đó cô chú anh chị. Nhiều khi chỉ anh cũng quên nữa, anh quên. Chưa anh chưa có học hết được. Thì không nói nhớ. Chung thì Quy cũng hỗ trợ và chỉ cho anh chừng nào anh hiểu về YouTube và anh sẽ ra những clip hay và hoàn chỉnh cho cô chú chị xem nha. Thì giờ mình cũng vừa mới tới tới điểm đầu tiên luôn của ngày mai anh em đi thăm á. Thì ở đây là có những cái lồng xe cua của anh Nghĩa và chuột với lúa. Thì giờ mình vào mình chiến thôi anh Nghĩa ơi. Thì nói chung là mình quay clip thứ hai là cho mình nha cô chú anh chị. Clip đầu có quay trên Nghĩa là dính cũng được khoảng là gần 4 kg rắn đó. Thì giờ anh em mình tiếp tục tới luồng thứ hai của anh. Nói chung luồng thứ hai này cũng hơi xa. Luồng thứ hai này khoảng bao nhiêu cái anh Nghĩa? Lần này còn 27-28 cái gì đó. 27-28 cái nha cô chú anh chị. Ba mấy cái mà mất không đầy cũng đến hết. Mất quá. Giờ tới điểm đầu tiên nè. Vô mà dính cái mới hết hồn nè. Rồi, thấy nó in vô rồi. Thấy có sắc mì không? Rồi, thấy con chuột còn đầu kia quý ơi. Rồi, con còn luôn. Cái điểm này con y sinh luôn cô chú anh chị. Còn con kia nè. Quá chịu dính nha. Nằm lần này. Hóc dừa quá ngon luôn. Rồi, để mình tiếp tục cái thứ hai nha. Rồi, cái thứ hai luôn. Lùm này ngon quá nè. Dùm mình chắc ăn hết hay sao cũng không mấy gì đâu rồi. Không giờ thấy nhỏ. Thấy nó không được chạy đúng không anh? Ừ. Nặng không? Hả? Chuột con hả? Chuột con của chú chị á. Dính cây á. Tưởng đâu dính hả? Rồi cái thứ hai cũng thắt luôn. Đây, nè mình tiếp tục vô đây nha. Cái này 5 lần rồi chưa dính. Cái này 5 lần chưa dính hả? Nay nay kỳ tích nữa nè. Có thằng nào thứ 6 không? Cú gì dữ vậy? Bẫy không thấy hả? Rồi đặt bẫy thấy nó mất hết. Đặt bẫy luôn. Dính không? À, có hàng à? Hình như đang lặng Huy ơi. Ồ, có lý rồi đó. Rồi rồi. Đâm rồi okay, đó. Thật rồi. Ý chà. Khủng cả nhà. Con này khủng nha, con này khủng nè. Thấy nó lội vô đây nè, chà bá luôn nè. Được con. Con hành nhất nha. Con này hành nhất nè, con này cũng 7-8 lạng anh nghĩa. Bự nè, quá ngon luôn cô chú anh chị. Nãy giờ vô bột thăm cũng có thành quả nè. Gần chục cái á. Mới muốn chết luôn. Gần cả chục cái mới thấy dính nè. Rồi, tiếp tục mình đi ra ngoài mình đi thăm tiếp tục nha. Rồi, có lý rồi. Nãy giờ mới dính thì có em à. Chỗ này là thăm bao nhiêu lần chưa dính. Cũng hồi thôi luôn hả? À, thấy cái bẫy luôn hả kìa. Ừ. Bẫy đặt, bả nào chứ không. Sao? Có chuột ối hả? Giờ giờ là qua có lùm hàng đó nha. Nè, rồi chú chuột nó lùm nặng nặng nặng. Rồi có coi. Ủa hành ngon. U hành này hành gì nè? 4 lạng. Con này cũng 4-5 lạng nè, cũng bự nè, chú anh chị. Cũng được. Rồi, để anh Nghĩa đặt lại đi, mình tiếp tục đi nha. Nãy giờ được thằng hai em rồi, ngon rồi. Rồi thì mình cũng mới vừa tới điểm này luôn cô chú anh chị. Nãy giờ nắng quá anh em mình cũng mới ghé quán nước uống á. Thì sáng giờ mới dính được hai con hai em à. Hai em. Cái chục cái mới dính được hai em à nha cô chú anh chị. Mớm mớm. Giờ thêm Nghĩa tiếp tục vào cái điểm này hổng mình dính Nghĩa có thăm rồi nè. Điểm huyền thoại nè. Thứ ba rồi. Thứ ba. Điểm này quá hấp dẫn luôn á. Điểm này điểm mới nè, mới mình mới thăm được hai lần ở đây phải không anh? Em với anh lần ra đến bao nhiêu lần nữa. Là nay là lần thứ ba thôi. Ừ. Chiến công
mà chưa cái lần nào làm cho mình thất vọng phải không? Đúng. cái bữa kia mình có giới thiệu là mình đặt thêm giảm thêm 10 mấy cái bãi đó chứ. Ở điểm ở đây phải không? Đúng, chính xác. Quá chính xác luôn. Thì nó nói rõ ràng là cái là okay. Lại cá. Mình đang theo mình dặm thêm 12 cái. Cá nó tông lội đầy luôn rồi. Mê rồi. Đường này vô cũng hơi xa, có chú anh chị cũng thông cảm nha. Đi vô đây không cũng mất hết cả phút luôn chà. Hành trình hư khá dài. Hôm nay thì mình đặt con cái hôm đây à. Đặt ngang ở ba đây nè. Điểm này. À, là điểm này vô hai cái luôn hả? À, bờ này vô hai cái luôn. Còn mày ông nhận đường mua này cá dữ anh ha. Con tông nó lội. Nó bay luôn. Mê quá. Đây. Cái này không vui cũng đã từng dở lần đầu tiên nè. Dính được con hàng khủng lắm. Nên mà không biết có dính không mà. Im ru. Rồi nhét queo luôn. Rồi, còn cũng chạy ra luôn rồi. Còn lúa con. Rồi, tiếp tục tới cái tiếp theo quay quay nha. Này đi ra cũng hơi xa. Điểm thứ hai. Cái rồi mớm. Mớm với cái này sao đây. Ây da da. Trên nghĩa. Nặng không? Có hàng rồi. Nhỏ nè. Nhắn ba. Ừ. Cũng được. Cũng được rồi. Rồi. Tiếp tục đi tới cái tiếp theo nha. Đây, Quy tiến vào cái nó xuống hả? Trời ơi. Giờ cũng ra luôn. Ôi, chuột chết anh ơi. Rồi. Em nó đi rồi. Chụp nó ra đi. Còn cái nữa. Ở đây thăm luôn. Em làm hết lúa rồi vậy đây. Cánh đồng của ông bát ngát rồi cô chú anh chị. Quá đã luôn. Trời ơi, quá trời. Rồi thành do mặt cá cắn câu bắt đuôi rồi nhau. Cái gì vậy? Rồi chưa thấy gì luôn. Rồi chó ngỏng luôn. Rồi chuột còn ngồi tròn rồi. Cái này không được con à. Cho mình đuối vô. À, cái này mát ghê luôn chạy. Cảnh nè, quá đẹp luôn cô chú anh chị. Quá đã luôn. Rồi, mình vô mình bắt cắn cho chia sẻ cho cô chú chị xem nha. Thì nãy giờ mình thăm cũng dính được ba con hay ta? Hai ba con vậy đó. Rồi mình sẽ bắt vô túi để mình lấy những cái bẫy xe cua mình đi đặt tiếp á. Lấy túi lưới hả? Khỏi mở bao cái này lâu lắm. Nắng nữa. Trời nắng lắm. Chắc này 1 giờ mấy trưa. Chắc này cũng tầm 1 giờ mấy rồi cô chú anh chị. Chắc này cũng mát rồi, mát hơn dịu trời. Giờ nãy dính cũng con này cũng được lắm nè. Để anh bắt ra cho cô chú anh chị xem nha. Con này mới dính à. Con này nó mới vô chừng vỏ lắm 2-3 ngày vậy ha. Chạy chứ. Chạy được với anh tôi à. Chạy được với anh tôi à. Một em. Bữa bắt rắn cái gì mà nó chạy tứ tung chứ anh nhỉ. Không biết chạy. Chạy tung té mà. Rắn mà chạy tung té luôn á cô chú anh chị. Nói chung là nhiều khi một mình á, nhiều khi lập chụp á nó cũng chạy ra cái lỡ chấn kia chạy luôn, chạy khi nhau chạy. Nghĩ là mình mắc cười. Ồ con này nè, coi cho chú chị xem nó bay luôn. Con này to. Nó ngon. Mới vô thấy được em có ai phái anh nghĩa hả? Con này nó to rồi. Quá chừng quá đẹp chưa. Ờ, giờ mình cho vào túi luôn anh đây. Cho em, con đầu ra rồi. Biết rồi. Biết.
biết cắn rừng mà dễ biết của anh ha. Ừ. Mình ẵm vô là nó hay cho mình bánh mì liền à. Chạy một bánh mì hai nó tung. Một cái nữa mà ba con hả? Ba con hả? Ba con mà. Ủa? Không lẽ anh có lấy lộn bảy không? Để nó lấy lộn bảy đặt lại chết luôn à. Rồi vậy con nó đâu rồi? Ba mẹ lại. Dọn hết con rồi. Ba con mà giờ còn hai con của chú anh chị ơi. Mất hình con rồi. Rồi vậy là con này nè. Rồi vậy là xảy hình con rồi. Bò ra mất tiêu rồi. Rồi. Lục không nè. Coi như cho em nó về nó với cho em nó về với vùng đất đi. Bữa nào á anh em gặp nó lại sao. Rồi nè. Giờ mình dính không nè. Giờ anh em mình tiếp tục đi chiến tiếp luôn của chú anh chị ơi. Thì dính ba con mà thả em nó hình con rồi. Hai em rồi. Thì nguyên cánh này là anh nghĩ đặt qua bao nhiêu cái anh nhỉ? 12 cái nguyên tuyến đường này luôn nè cô chú anh chị. Để đánh thẳng lên luôn. Mới cái tới cái đầu tiên. Anh em đậu xe túc bên ngoài kia đi loại bộ vô túc trong đây á cũng. Chùa con ha. Để cái đầu tiên chưa có thành quả. Tiếp tục mình tiến tới cái thứ tiếp theo nha. Chưa có đói bụng chưa đi. Chưa. Đây em ghim vỏ cho. Đây. À. Có ở đâu. Mới làm trái mè. Ê cái ra cái hàm răng cũng chà. Ngựa mình làm như lâu lâu thiếu chắc chua có phải bổ sung chua sao. Ờ mấy điểm này gò cao nè ngon. Quay cánh đó đẹp quá anh nè à. Bờ bệnh quá đẹp luôn. Ở đây đâu có đủ bảy đâu. Luôn này mình đặt tới mười mấy cái rồi nha cô chú anh chị. Nhớ không? Mình đặt cái mè nó ê cái hoài hàm. Sướng. Phải điểm này không? Không phải. Điểm này mới. Mới đặt cái này chưa có. Chưa có nhớ lắm. Đây kìa. Rồi. Làm ơn lên đây. Cái cười là có lý rồi đó. Đây nè, bánh mì bơ nằm ở ngoài quá trời luôn nè. Rồi, làm dơ lên đây. Rồi. Con không trắng là thấy ngon nặng à. Khá nặng á. Con này cũng khá nặng à. Cũng được, thằng cô chú chị. Quyền bãi luôn. Có lý. Con này cũng tầm 3-4 lạng. Ngon. Cái thứ hai là có thành quả rồi nha. Tuần này mười mấy cái mong rằng là có chín khá hành nha. Rồi để nhìn anh đặt lại đi mình đi tiếp nha. Cái thứ ba luôn. Cái thứ ba này mình đi xuống đường D nè. Có một cái dưới này. Này gọi là đường. Thì đường U còn kêu đường D. À, cái bẫy không ai biết đâu. Bẫy đơn giản với anh. Trời. Điểm ừ. Không ai biết. Nhưng đâu. Mà mấy cái điểm này rất là đẹp nha. Không ai nghi ngờ đó. Mấy điểm này dễ có hàng to lắm anh. Mà sao thấy nó chưa đi hay sao nè. Dạ. Nó quắc rồi. Tim gu vậy. Nặng không? Ừ. Chục con. Ôi em nó chào luôn kìa. Vậy thì xong rồi. Cái thứ ba là chưa thành quả nha. Điểm đẹp chưa dính. Nãy giờ mới hai cái dính. Cái này ha. Cái thứ tư hay gì vậy nè. Cái thứ tư rồi. Hai cái không dính kìa. Bờ này mới thăm được 3 cái. Hả? Sao im gu gù hả? Có. Ê, nó bò ra luôn. Có hàng. Cũng được, tạm được. Hàng này to nè, cũng được. Tầm 3 lạng. Đặt lại cái lứa. Hai con lứa rồi nha. Đây, hai con lứa của chú anh chị. Nghe đặt lại. Có lý à. Cái tiếp theo luôn, mới vừa đặt lại xong của chú anh chị. Mới dính được con cũng 3 lạng. Nãy giờ 4 cái, 2 cái dính hai cái hồng nha. Bờ này cái bẫy vậy biết được đặt đây không? Ai mà biết được trời. Mày biết được đâu bẫy đâu còn không? Đâu mà đặt đây cũng khó biết luôn nè. Trời, nặng nặng hơi. Ừ, tuổi một à. Tuổi luôn. Tuổi hàng cứ lứa. Cho cho anh cái bẫy xe cua đi. Có lý rồi. Có lý. Đây, dây dưới. Đấy,
được ba em rồi cô chú anh chị ơi, 5 cái được ba em rồi nè. Cứ vậy đi, cứ vậy phát huy vậy anh nè. Cứ vậy mà phát huy đi. Phá gì để anh đặt lại đi, anh tiếp tục nha. Ê mà hệt luôn á cô chú anh chị, mới đi một cái giáp vòng quy một khu vực luôn, nó bao lại là ngay cái điểm mà anh em nãy mới vừa bắt rắn luôn nè. Thì tiếp giờ mình tiếp tục bắt thêm tăng hai nha. Cái tăng hai này là mình được 4 con, mới dính con nữa mà tại quy xuống quy thấy dính rồi thôi quy bắt lên luôn, không có quay chia sẻ cho cô chú anh chị. Cái lồng nè mới dính nè, nói chung rắn một lứa không hay nè, lứa rắn lứa lứa. Đây em cầm túi cho, để cho anh Nghĩa bắt cho dễ thuận tiện, đừng có để giống bữa chạy đi bò tứ tung rồi. Đó. Đâu con này cũng ngon anh ha, cũng được. Cái gì cũng được. Ngon, cái lứa vậy ngon. Đấy. Thấy mà có chừng 3 4 con vô thấy là thấy nè nó có ký liền anh ha, nặng liền á. Nặng liền. Đấy, con này to nè. To hơn rồi. Con này cũng có thể tính về hàng nhất được anh ha. Vừa đạt nhất thôi, vừa chớm, em vừa chớm nở. Em mới vừa chớm nở, em mới vừa đủ 18 thôi. Có lý gì đó cô chú anh chị, bốn em mà nè vẫn ngon, lứa vậy ngon. Tuổi à, họ tuổi ngày ngùng nữa hay không. Bốn cái cái nha. Gì có bãi xe cua nhiều thứ lắm. Em thấy kiểu như bãi xe cua vậy đi dắp vòng vậy cái mình gọi bắt ra là thấy nó khỏe hả nè. Tiện nữa. Tiện nữa. Đó, thêm con này nè, con này cũng to à. Hàng này hàng nhất luôn đó nha. Cũng là em vừa là 18 á. Trời ơi quá đã luôn. Đây cô chú anh chị. Đó. Ở đây là hai lần thăm mình được như đây rồi nha cô chú anh chị. Bây giờ mình còn khoảng tầm chục cái nữa rồi, để anh em mình thăm hết chục cái nữa rồi cái gì chia sẻ tiếp tục cho cô chú chị xem nha. Bây giờ anh em mình cùng cô chú chị lên đường cùng với anh em mình nha, để bỏ chuột chào rồi tiếp tục lên đường. Dạ, thả nó luôn. Con này cởi con tay út của anh mày, vậy mà dám vô giặt chết con chuột mới hay ha. Cắn lộn chết chuột nó còn nguyên nè, hay thiệt chứ. Hàng này mình nhìn mini nha, mình phóng xanh về dùng thiên nhiên nha, cho như cho em nó lớn đi sau này mình ăn sao, còn nhỏ quá thôi thả nó đi. Đó. Đâu rồi, em nó còn ngại ngùng cái gì á. Thôi anh chui ra luôn. Ra coi em. Nhỏ mà có vỏ ha, nhỏ là giống cắn chết chuột nó ghê. Chết chết chuột luôn. Đó. Ra chưa? Chưa, con còn lì nữa. Lùm hết trơn. Dạ. Sổi đi, sổi vô tay em nè. Mạnh á, khá khá mạnh. Dạ. Chưa chia nữa. Đâu vậy? Còn nằm chấn. Chưa ngập chưa có hôm chấn. Thả cho đi mà con làm màu nữa chứ. Dạ. Yeah. Trời trở lại nữa. Đây chưa? Dạ. Ờ cái con này thiệt tình nó ngu dữ vậy trời. Không diễn tả được từ ngu của nó luôn á. Đâu vậy? Cái gì? Cà rút rồi. Đó. À, con này xíu. Tay. Mini có tay. Thôi, cho nó về với thiên nhiên đi. Nhỏ quá làm gì vậy? Nhỏ quá chưa được gả cho em. Cho em nó về với tóc mẹ đi. Tiếp tục mình lên đường nha. Cái gì này nè cô chú anh chị. Đổi tay ra. Để quy đổi tay nha. Đuối quá. Mơ mất hết cái bẫy nữa. Đuối. Ý, con rắn gì mà ngộ vậy? Anh Nghĩa ơi. Hả? Chính con rắn này kỳ lắm anh Nghĩa ơi. Gì? Con rắn này trong đời em mới thấy luôn nè. Trời ơi, con rắn gì ngộ vậy? Hả? Đi, ôi, em không biết con rắn này con rắn gì luôn nè. Trời ơi, con rắn này nó lạ như vậy. Cha này, cá nhưng mà. Cái cá hả? Cùi ra cho người ta xem. Con gì trời? Lông thừa mà sao đó? Lông thừa mà hiếm. Hiếm thấy nha.
ơi. Trời ơi, con vừa này hiếm thấy nè. Ôi, bạch tạng đó nha. Bạch tạng rồi. Trời ơi, con này vô giá nha. Con này là trắng bạch tạng nha cô chú anh chị. Này, này là lông thừa. Lông thừa. Lông thừa mà bạch tạng luôn. Trong đời Quy mới thấy là con này là đầu tiên luôn nha cô chú anh chị. Để má anh quay lại. Trời ơi, quá đẹp luôn. Trời ơi, cô chú anh chị xem nè. Này là rắn bạch tạng nha. Trời ơi, vô tình anh phát tài rồi Quý ơi. Vô rắn bạch tạng nha cô chú anh chị. Giá. Lông thừa mà bạch tạng luôn là hiếm thấy luôn. Anh nào có mua để làm kiển chơi nuôi thì liên hệ trên Nghĩa nha. Liên hệ cho mình nha. Đọc số điện thoại anh luôn Quý. Quá đẹp luôn. 0906 595936. Đúng rồi. Gặp anh Nghĩa nha. Thì con rắn này là rắn lông thừa bạch tạng nha cô chú anh chị. Hàng hiếm nè. Hôm nay là lần đầu tiên mà Quy, từ cái ngày mà Quy biết bắt rắn tới giờ là lần đầu tiên Quy mới thấy con rắn này nè. Nó quá kỳ dị luôn ha anh Nghĩa. Cái này nó lại cái đầu quá Quy ơi, giờ sao Quy? Thì giờ mình bao nữa thôi, bao chùm nữa đi. Mình cất đem về luôn. Quay cái. Quá đẹp luôn. Rồi, thì giờ anh em tiếp tục đi thăm nữa nha. Rồi, tiếp tục vào đây luôn cô chú chị ơi. Mới lượm được con lông thừa bạch tạng đảo quá anh Nghĩa ha. Cái cảnh mà mình mới cầm lên mình thấy mình rung tay luôn á cô chú anh chị. Tưởng đâu rắn ong rắn bà không á. Mà nguyên con lông thừa bạch tạng luôn. Vô luôn ha. Vô luôn. Trời ơi, lúa nó lên nè. Ồ, con hoành hành to ghê nha. Đằng này nè. Quá ngon rồi. Con này cũng tầm 4-5 lạng. Lại có bánh mì nữa nè. Ồ, dính được bạch tạng giờ có anh hên luôn nha anh. Lên luôn, lên luôn. Hợp lý. Dính thì mình hồ chó nữa nè. Coi như là bảy rồi á, mình coi như cũng là thăm cũng là vừa hết luôn hả anh nhỉ? Còn cái nha, hai cái luôn em. Còn cái hai cái nè. Vậy là anh em mình thăm cái hai cái nó hết bảy rồi cô chú anh chị ạ. Được con hổ chó. Vậy rồi để mình thăm hết 27 này nữa rồi chia sẻ cô chú anh chị lần cuối nha. Thì luôn bảy cuối này coi như là hai mấy cái á. Bây giờ còn hai cái nữa hết rồi. Rồi, chuyển qua đây. Cái này cái nữa hết rồi. Còn lúa còn bây. Ôi, vậy này im à. Cái này đặt từ đầu rồi chưa thấy anh nào. Chưa thấy hàng khủng luôn ha. Thôi, còn cái nữa xong rồi cô chú anh chị. Đi bộ đi Quy. Qua đây thăm cái này nữa hết. Thì thế mà mình tới thăm Quy luồng trước á thì mà mấy cái thấy không có thành quả. Nhờ cái luồng sau này nó gỡ lại anh nghĩa ha. Nói chung là cái clip này hôm nay quá vip luôn cả nhà ơi. Clip luồng này dính được con. Dính được con bất ngờ luôn á, là con lông thừa bạch tạng là lần đầu tiên trong đời Quy mới thấy được con lông thừa bạch tạng kiểu đột biến vậy luôn á nha cô chú anh chị. Lạ lắm ha anh nghĩa ha. Thừa bông thì mình cũng từng thấy rồi. Rồi Quy ơi cho anh bịt lúa luôn em ơi. Rồi để Quy làm bịt lúa cho anh nghĩa cái nha. Rồi anh nghĩa lấy lúa vô đi. Rồi một hồi nữa anh em mình lại đắng kết thúc clip và chia sẻ cho chú anh chị xem thành quả luôn nha. Đây mát rồi, bây giờ chiều cũng mát rồi. Rồi thì giờ mấy cái sau mình cũng dính được con nè. Hồ chó nè. Một con hồ chó, hồ chó này chắc. Con nó ba chắc... làng. Hả? Bự à, vẫn cho bà anh. Được không? Đấy nó bự á. Xài được không? Được á. Anh tính thả đúng rồi. Đây chuột mình còn. Đây còn đây chuột. Con bạch tạng đó. Con này bạch tạng. Đây là con bạch tạng nè, anh em mình sẽ để ở đây luôn nha, không bóc ra nha. Thầy sợ nó quấy cái đầu á. Để đi nhiều khi. Ừ. Hả? Anh tính bắt ra luôn hay gì? Không, bắt ra nó để trong đây đi. Để trong lòng đi, nó im gu rồi đó. Đẹp quá cả nhà. Đẹp quá trời luôn, màu nó đẹp nè. Chuyện lạ Việt Nam luôn cả nhà. Quá đẹp luôn. Thì giờ mình sẽ cất trong lòng đi. Về để anh Nghĩa anh bắt ra ảnh sẽ bỏ vào một cái chỗ nuôi riêng. Ừ. Anh em nào có nhu cầu thì muốn mua lại của anh Nghĩa thì liên hệ cho anh Nghĩa nha. Qua số điện thoại mà nãy Quy cũng vừa nói là 0906 5959 và 36. Vậy Quy chạy trên màn hình Quy đi. Điện thoại ấy, em chạy số điện thoại trên em à? Ừ. Chạy hoặc là dưới cái chỗ tiêu đề ấy chứ. Ừ. Có mà. Đấy, quyền túi nè, sáng giờ cũng được khoảng tầm 2 kg ngoài. Thì giờ dính được con lông thừa bạch tạng cũng cả ký lô hả anh ha. Đúng rồi. Con với con hổ chó và con hổ hành nữa. Hai con hành là sao á? Ủa con hành đấy mình thả hả? Mình thả hình con mà. À. Thả hình con mini rồi. Rồi đúng, ok. Quá đẹp luôn. Sao bây giờ mình nói chung là bắt con hành thôi. Còn hổ chó mình thả cho nó về thiên nhiên đi. Rồi xong được. Giờ anh nghĩ anh sẽ phóng sành còn hổ chó cho nó về thiên nhiên. Được con bạch tạng mình có báo vật kìa cả nhà. Báo vật kìa. Bây giờ mình thả em hổ chó đi cho nó gọi là về thiên nhiên tiếu. Rồi.
Thì thông quá là như đó đó cô chú anh chị. Không hành được như đây là tầm khoảng 2 ký mấy. Đúng rồi, 2 ký 3, 2 ký 4 cũng được kiếm được ký gạo rồi cả nhà. Cũng ngon rồi anh. Để mình xử lý cái này cái mình thả con đây là con chó dây rừng cho cả nhà xem nha. Con chó nè, con này chung cũng bự anh chứ không có nhỏ đâu, nhưng mà mình thả nha. Con này cũng tầm hơn nửa ký chứ đâu nhỏ rồi anh. Mình không xin thấy nặng mà. Nhưng mà mình sẽ thả nó, phóng xanh cho nó. Cho nó vô vườn thanh long hay sao? Anh muốn cho nó đi đâu đi? Vườn thanh long rộng nè, để sống. Cho nó về thiên nhiên đi. Hôm qua em nghĩ qua đường thanh long chắc bị người ta lụm luôn á. Nè, kệ thả đại đi. Có con rúa mà. Phóng xanh nó đi. Cho nó. Nha. Nè em. Đó. Ờ ghê chứ bộ không. Ui chạy kìa. Đó, cho nó chạy. Không có nữa chưa? Nó chạy mà nó không thèm vòng lại luôn á. Vòng lại chi mổ anh cái. Đây là lòng thừa bạch tạng. Con này bự ghê luôn á. Màu nó hai màu ngộ ghê luôn á cô chú anh chị. Quá đẹp luôn. Thì giờ đến nghĩa đem về anh nuôi nha. Ai có nhu cầu thích thì mua lại anh. Rồi thì giờ Quy cũng kết thúc clip luôn cô chú anh chị ơi. Thì thành quả của hai anh em ngày mai đi thăm thì clip đầu của anh Nghĩa thì cũng tầm khoảng 4 ký mấy đắng hổ hành. Clip sau thì Quy thăm khoảng 2 ký mấy hổ hành. Đó, là thành quả đây. Cho cô chú anh chị, đây là túi của Quy đi chung với anh Nghĩa nha. Cả túi clip mà đi chung với anh Nghĩa này. Đây. Đó là thành quả của anh Nghĩa là anh sống về người bị rắn á nha cô chú anh chị. Nếu ai có nhu cầu mua rắn này kia thì liên hệ cho anh Nghĩa nha. Thì giờ anh em mình xin kết thúc clip. Chào hẹn cả nhà ở tập tiếp theo. Thì đây là anh Nghĩa Nguyễn TV đã thành lập kênh. Rất mong sự đón nhận của cô chú anh chị như là xem ủng hộ cho Tem. Thì Quy cũng chào hẹn cả nhà ở tập tiếp theo của cô nha. Chào.